Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đi thăm hai cái lò mọi người. Hai cái lò đặt nay cũng hai bữa rồi mà hai bữa, bữa nay một buổi nữa là hai ngày rưỡi rồi nha mọi người. Tại bữa mình làm đặt thì trời mưa cho nên mình không có quay cái khúc đặt cho mọi người xem. Thì bữa nay đi thăm có dính gì không rồi mình quay review lại cho mọi người xem nha mọi người. Đây đem theo cái thùng. Ở đây trời mưa nè mọi người, nước chảy nè. Thì lời nói đầu tiên cho phép săn bắt ba tri gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc nha mọi người. Có hai cái mình đặt, hai cái cũng gần gần ở sau nhà mình, không có đi đâu xa được đâu mà không biết có hay không, mình làm thử lần đầu tiên đặt thử luôn. Chào mọi người các em. Chào mọi người. Rồi hôm nay đi chung với bà xã, hy vọng là vợ chồng đồng lòng tác biển Đông cũng càng nha mọi người. Hy vọng bữa nay có cá để về làm thức ăn để chống dịch nha mọi người. Rồi để tới lọt tới tới cái lò là mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Tới cái lọt tới cái lò đầu tiên nha mọi người, ở dưới đó. Rồi bây giờ mình để cho vợ mình quay thì mình xuống mình thăm nha mọi người. À, có rồi mọi người, một con cá lóc gì nữa, con cá lóc, con cá tê, con cá cá rô, con cá rô chết sình rồi. Vô vô mọi người, đèn quay cho dính nha mọi người. Một con cá lóc, một con cá rê với một con cá rô nha mọi người. Nắng quá. Rồi bắt ra, bắt ra đi. Đây nha mọi người, cá rô chết. Đây. Tại mình đặt đây mấy ngày rồi nha mọi người. Bắt cá lóc là tức đi. Bắt xuôi cái đầu không bắt mắt vậy. Đá mọi người. Cá lóc chà bá luôn, sướng sướng. Rồi bỏ vô một em mấy con cá rê nha mọi người. Con cá rê để anh bắt, anh bẻ ngạnh cho em coi chừng á, để mình bắt cá rê mình bẻ ngạnh cái nha mọi người. Ra rồi nha mọi người, bẻ ngạnh nó rồi luôn. Được một con rê, một con lóc với một con rô. Vô nó máu mà đừng quay cơ gần đó. Rồi để mình đặt lại là mình thăm lại cái lò kia nha mọi người. Rồi bên đây có một cái nữa nha mọi người. Để rồi bước qua cũng té nữa. Bây giờ chồng mình qua mình thăm cái này nha mọi người. Ây à, đây nè. Trong đây nè. Để thùng đó đi. Để bà xã mình vô thăm nha mọi người. Mình mới thăm cái đầu dính được con cá trê, con cá lóc với con cá rô. Mà cá rô chết rồi. Ở dưới đó đó. Ồ có hàng mọi người, có con rùa nữa kìa. Dính con rùa nữa mọi người. Rồi rồi đem lên. Con rùa với con gì ạ? Con cá tê, con cá rô. Con rùa, con tê. Tê nhỏ à. Dính con cá rô mọi người. Ồ, đã quá, ra đây bắt. Rồi để bắt đây. Bắt cá rô với con rùa thôi, còn cá còn cái trời đen bắt cho để nó đầm á. Vô có lương thực rồi mọi người. Ôi lỗi đâu rồi, đây ở đây cỏ không mọi người, này đó, con rùa con đây, con rùa nó nha mọi người. Ao ao đìa dơ lâu năm bèo cũng có rùa nữa. Rồi đây mình bắn cá trê này nha mọi người.
đây nha mọi người, mới bẻ ngạnh nó xong có còn hơi máu máu cho nên mình không có quay cận được nha mọi người. Thành quả bữa nay là nhiêu đây nha mọi người, một con rùa, một con cá rô, hai cá rô mà chết hết con rồi, với hai cá tê với một con cá lóc, quá đã mọi người. Mọi người xem video thấy hay mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Săn Bắt Ba Tri nha mọi người. Vợ chồng Săn Bắt Ba Tri chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người.